Vâng, xin chào tất cả các bác và miền Tổ quốc nha. Đây là con Akai 740D, là phiên bản nâng cấp của con 730D, hàng mạng Nhật về, đẹp thiếu sót. Mời các bác cùng xem này, từng chi tiết nhỏ nhất nha. Nó là mạch phay xước cực đẹp nha, sang trọng, chạy 3 đầu từ nha các bác. Nó chạy 3 đầu từ nha, tiếng rất là hay. Các bác mà yêu thích đầu đét hoặc bên cối Akai rồi thì lựa chọn những con 740D. Hai đồng hồ vô thu phát và hoạt động hoàn hảo nha các bác, hoàn hảo tất cả các tính năng. Cơ bản là các bác cùng xem đồ đẹp đó này, hàng sưu tầm nha. Con này giá em đang giao các bác là 12.200.000 nha, 12.200.000, đã bao gồm phí ship rồi nha. Mé mạng về tin là rất là đẹp các bác, hàng đấu từng con từng con, điện 100V nha. Máy đẹp gọi là gần như mới nha các bác. Đây phía sau công suất rất là khỏe, lên tới 31W. Máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng năng, Martin Capam. Có thay đổi mới đó chưa, cái tin từng góc cạnh. Đây có nhìn này, đây là phía trên. Bác nào yêu thích những con Akai này thì alo cho em nha, 12.200.000 bao gồm phí ship rồi nha. Chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt tiền cho các bác nha, em bớt cái lĩ đó còn là 12 nha, nếu là chuyển khoản đủ. Khi lên đèn thì em này nó sẽ đèn hồ vàng và đèn chỗ này nữa nha, em cắm các bác cùng xem. Lưu ý nó điện 100 và 110 thôi nha, các bác cắm 110 là ok. Dây nguồn nó có logo Akai nha, thu phát hoàn hảo. Nhiệt cái dòng 730D và 740D thâu tiếng rất là hay các bác, mọc và rất là dày, hay cắm 100V. Đây lên nguồn nha, nguồn ở nằm đâu đây, đấy sáng tròn cực kỳ là hồi cổ và đẹp luôn. Đấy quá thấy chưa, đây tổng quan của em nó. Các bác lấy liên hệ cho em nha, qua hai số điện thoại phía trên. Nó là sử dụng 3 đầu từ nha các bác. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào yêu thích con 740D này thì alo cho em nha, qua số điện thoại trên 0978 338 142 hay là 0965 77027 nha.